mỗi sáng thức dậy, bên cạnh anh luôn có một vòng tay. Cứ mỗi sáng thức dậy, anh lại nhận được một nụ hôn. Em ơi em biết không, anh chỉ ước đôi ta như thế này. Cứ trôi qua mỗi ngày, rất đơn giản mà thật hạnh phúc. Nhiều lúc đôi ta giận nhau, anh lặng im không nói. Nhiều lúc em như trẻ con, cứ muốn anh ôm chặt thôi. Nhiều lúc đôi ta giận nhau vu vơ chẳng biết vì điều gì, nhưng như vậy anh lại yêu em hơn. Tình yêu không chỉ niềm vui mà còn cả khổ đau. Mình hãy hy sinh vì nhau để tìm một hạnh phúc. Và bước trên con đường đi của em sẽ có một người luôn yêu em, luôn bên em mà thôi. Chính là tắt. Và anh đã không thể đổ xuống cả để một lần nữa đưa đôi tay giữ em lại bên mình. Thể giờ đây, ở một nơi nào đó rất xa, em vẫn đang hướng về nơi những ánh lửa nhỏ nhen gợi lên những hình ảnh của những xúc cảm mục nát, nơi mà anh thắp lên đôi chút ánh sáng nhạt mờ. Từng giờ từng phút ai đó đợi chờ. Giờ lỡ em đi qua những góc tối ấy, để những cơn gió lạnh sẽ không có cho đêm nay. Ẩn hiện mờ mờ chiếu lên bức tường, khi đôi mắt anh nhìn về nơi rất xa cuối con đường. Mở gợi lại cảm xúc trong những câu hát, xúc cảm dành cho em như giai điệu mộng nát. Anh sẽ hát dù cho đêm nay mây phủ kín bầu trời, dù những ngôi sao kia không thể nói đôi lời. Những ước nguyện giữa anh nên những nét bút nhạt nhòa bên dòng chữ viết qua đêm nay. Anh sẽ ấy lụi tàn theo gió nhẹ bay, anh sẽ chìm vào trong giấc mộng lúc nào đâu hay. Những thứ đã qua không thể lấy lại, sống bay với quá khứ chính anh lặng phải nhìn nhau lại. Hai ta cố gắng gượng cười, đôi môi cô nói đôi lời. Đoạn đường thật dài nhạt nhòa trong không gian thật buồn cùng tiếng mưa. Một chốc anh mới hiểu rằng là khi xa anh em có đôi quan trọng. Và alo, heo hả? Anh đang ở nhà. Mấy hôm nay anh có công chuyện bận cho nên không có nhiều thời gian cho em. Em gọi không nghe được sao? Anh có công chuyện, giờ này anh có công chuyện nhiều việc lắm, anh xin lỗi mà anh biết rồi, anh xin lỗi em. Xin lỗi. Biết tới khi nào anh mới dành được thời gian cho em? Thì anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian cho em. Thôi đúng rồi, đừng quen nhau nữa. Alo.
Alo. Alo em ạ. À. Có gì không anh? À, anh có thể gặp em và anh có một thứ quan trọng muốn đưa cho em. Anh có thể gặp em bây giờ không? Có gì để mà đưa? À, anh có thứ rất quan trọng. À, anh muốn gặp em một lần thôi. Em anh đang đứng cửa này, em có thể ra đây bây giờ một chút xíu thôi, không có nhiều thời gian đâu. Ok, cũng được, đợi em chút. Ok, anh chờ ngoài nha. Như lời anh đã hứa thì anh có muốn một món quà gửi tặng em. À, mong em hãy nhận. À, em cứ nhận nó đi. Chúc em hạnh phúc và vui vẻ. Yêu anh như những giấc mơ. Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra. Video này của chúng tôi và xin chân thành cảm ơn và nhớ hãy vote cho chúng tôi nha. Bye bye. Bye.